Câu người nào lấy việc lành tiêu trừ việc ác, người đó là ánh sáng chiếu cõi thế gian như vầng trăng ra khỏi mây mù. Trong cuộc đời này, chúng ta muốn hóa giải những ác pháp thì phải bằng thiện pháp mà thôi. Tôi đã từng so sánh cho các vị trong nhiều bài giảng. Tôi ví dụ ác pháp như là muối nha, và thiện pháp nó giống như nước lã. Nếu muối nhiều mà nước ít thì sao? Sẽ mặn và không dùng được. Nhưng mà muốn chất muối này nó loãng đi, có nghĩa là chúng ta phải tăng cường lượng nước. Như vậy trong cuộc đời những hành động sai quấy của chúng ta cho là ác pháp, làm sao giải quyết được, làm sao xóa được? Trong khi một hành động ác không thể nào thay đổi về tính chất của nhân quả, chỉ có điều là nó có phát tác sớm hay muộn và có đủ cái gì để hóa giải, để kiềm chế cái sự phát tác của nó hay không. Chứ còn nhân quả đã gieo làm sao mất được. Chỉ có điều là chúng ta không muốn bị cái quả chi phối một cách mãnh liệt, thì chúng ta thêm nước vào để làm cho muối loãng ra. Muối loãng không có nghĩa là muối mất, nhưng mà chúng ta làm giảm đi cái sự chi phối của nó. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Cho nên những người sống bằng ác pháp thì ở đây sám hối làm lành làm phước không mang cái nghĩa là ác pháp mất đi, nhưng mà vì phước báo lớn lên cho nên sự chi phối của ác pháp hay là bất thiện nó giảm xuống. Nhưng mà các vị nên nhớ, nếu nước này bốc hơi thì cũng tồn tại lại lượng muối y như cũ. Nên nhớ là như vậy. Cho nên chư tổ từng dạy là sở dĩ bá thiên kiếp, sở tác nghiệp bất vong, nhân duyên hội ngộ thời, quả báo hoàng tự thọ, là chỗ này. Cho dù trải qua trăm ngàn kiếp, cái nghiệp của mình đã gây ra không bao giờ mất. Khi nhân duyên chín mùi thì sẽ thọ quả báo. Như vậy khi chúng ta còn đủ lượng nước thì muối không chi phối được. Nhưng mà nếu chúng ta để nước bốc hơi thì muối sẽ mặn lại y như cũ. Vì vậy khi chúng ta làm một điều gì thiện, đó là cái cách thức để chúng ta làm tăng lượng nước để hóa giải sự chi phối của lượng muối mà thôi. Nên nhớ là như vậy, không xóa được. Chỉ có điều là nếu nước chúng ta mãi mãi đầy, nếu lượng nước chúng ta mãi mãi lớn, thì đó là cái điều mà làm cho ác pháp không có cơ hội để phát tác. Các vị nhớ cái hành động của Ngộ Đạt Quốc Sư, trải qua 10 kiếp mới trả quả báo. Bởi vì á, khi mà cái một ghẻ mà có mặt người và nói tiếng người á, thì lúc đó hỏi là tại sao mà ngươi như thế, thì mới kể lại là 10 kiếp qua, kiếp nào ông cũng là cao tăng, và kiếp nào ông cũng là những người tu hành chân chính, cho nên ta không có cơ hội để trả quả báo. Đến khi hôm nay ông thọ cái bảo tọa trầm hương của vua Ý Tôn mà ông lại là khởi tâm danh lợi, vì vậy cho nên đó là cơ hội để ta trả quả. Vì vậy ở đây các vị thấy rằng khi mà cái câu đó nói như vậy, chúng ta hiểu về điều gì? Khi lượng nước nhiều thì ác pháp không có cơ hội để chi phối chúng ta. Cho nên trong cuộc đời các vị nhớ kỹ, có những người làm những hành động xấu giống nhau, nhưng mà một người lại bị quả báo xấu rất nặng nề, nhưng một người không đến đổi, là ở chỗ là người kia lượng nước quá ít, chứ không có giỏi gì cả. Còn may mắn người này có lượng nước nhiều, tạm thời là không bị ác pháp chi phối. Cho nên chúng ta sống theo hiền lương hay là chống làm điều tốt, nó mang ý nghĩa là để chúng ta làm sao cho lượng nước chúng ta lúc nào cũng đủ sức để khống chế tất cả các bất thiện. Vì vậy các vị biết rằng những bậc thánh khi muốn vào Niết Bàn thì tất cả những bậc thánh phải hưởng thụ hết tất cả những phước báo mà mình đã tạo trong quá khứ, đồng thời phải trả hết tất cả những ác nghiệp mà mình đã gây ra trong quá khứ. Vì vậy những vị tu hành theo con đường thánh giả thì những cái người này không bao giờ làm cái hành động phước báo hữu lậu nhân thiên, mà đều làm với tâm ba la mật, có nghĩa là làm để vì cái quả vị vô thượng bồ đề, để không cần thọ hưởng phước báo cõi đời này. Đây là cái điều mà các vị thấy tại sao trong kinh điển nêu là như vậy. Cho nên những người hành Bồ Tát đạo là hành động bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, làm tất cả việc thiện đó, là không phải gì để mà được một ngày mai để ăn sung mặc sướng, ngôi cao lộc cả, không có cái đó.
Bởi vì tất cả những gì thụ hưởng trong cuộc đời này đối với các ngài đều vô thường giả tạm. Thành ra những hành động đó đạt ba la mật có nghĩa là không có hồi hướng theo cái dạng phước báo hữu lậu nhân thiên, mà để hồi hướng cho thành quả tu tập của mình là quả Phật. Nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây cái câu người nào lấy việc lành tiêu trừ việc ác, người đó ánh sáng chiếu cõi thế gian như vầng trăng ra khỏi mây mù, có nghĩa là những hành động lành này nó mới hóa giải được cái ác. Một người đã từng làm ác trong quá khứ nhưng bây giờ làm thiện, thì người ta sẽ nhìn theo cái góc độ tích cực của người đó, người ta sẽ quên dần cái quá khứ của người đó. Cho nên có một câu danh ngôn nói là nếu thấy anh ta làm một điều thiện thì hãy quên quá khứ của anh ta đi. Có nghĩa là một lời khuyên rằng là để mở lối tạo cơ hội cho người ta làm lành. Tức là chúng ta nhìn một cái cách nhìn tích cực là chúng ta tạo cơ hội cho người đó thay đổi cuộc đời. Vì vậy một hành động thiện, một hành động lành để giải quyết các vấn đề mà xấu của quá khứ. Chứ thật ra mà nói chúng ta không dùng cái miệng để bào chữa trong cuộc đời này được. Ví dụ người ta nói mình ăn cắp gà, mình không phải đi cãi giữa xã hội này tôi không có ăn cắp. Không có. Điều quan trọng nhất là anh đã từng sống thế nào, và từ đây về sau anh chẳng những không ăn cắp mà anh còn làm việc bố thí, anh ban tặng, anh giúp đỡ nữa. Thì cái lời mà mang tiếng ăn cắp gà đó tự hóa giải, khỏi cần đi bào chữa với cuộc đời. Phải thực hiện bằng chính hành động như thế. Cho nên trong cuộc đời đi bào chữa với mọi người mệt lắm. Thị phi chỉ mắc công, không bao giờ đem lại lợi ích cho mình. Cãi với tất cả mọi người để bào chữa cái gì đó, nó giống như chúng ta đóng cây đinh sâu vào trong khúc gỗ vậy đó. Chúng ta càng đóng nó càng sâu. Thì những lời cãi của chúng ta là nó giống y như vậy. Nó giống như nó đóng sâu vào những cái thành kiến. Các vị phải để ý điều này.